Thưa quý vị, 2024 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch số 54 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm đất đai. Tuy nhiên, qua 7 tháng năm 2024, việc xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên chưa đạt tiến độ được giảm. Theo kế hoạch số 12 ngày 12 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tổng số trường hợp vi phạm đất đai phải xử lý xong trong năm 2024 trên địa bàn thành phố là 488 trường hợp, trong đó đối với vi phạm cũ xảy ra trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 là 464 trường hợp. Đối với vi phạm mới phát sinh từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 24 trường hợp. Tính trong 7 tháng đầu năm 2024, thành phố đã xử lý được 7 trên 464 trường hợp tồn tại vi phạm đất đai phát sinh trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 với diện tích 0,13 ha. Đối với các trường hợp vi phạm đất đai phát sinh sau thời điểm ngày 16 tháng 3 năm 2020 phải xử lý trong năm 2024 là 37 trường hợp với tổng diện tích 3,55 ha. Tính đến hết tháng 7, thành phố đã xử lý xong 9 trường hợp với diện tích 0,34 ha, còn lại 28 trường hợp với diện tích 3,21 ha. Qua kết quả xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên cho thấy tiến độ giải quyết các vụ việc còn chậm, không đảm bảo yêu cầu đề ra. Ủy ban nhân dân các xã phường chưa được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, chưa chủ động tích cực tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố trong xử lý vi phạm và tổ chức phá giữ công trình vi phạm trên địa bàn quản lý, vấn đề vi phạm mới phát sinh.